Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam hiện nay có hàng trăm ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ. Nhưng số lượng các thương hiệu của các doanh nghiệp lớn như là Vinacafé, Habro, Eurowindow, VPBank còn chưa nhiều, thậm chí có nhiều tên tuổi nổi tiếng vẫn còn lạ lẫm với người tiêu dùng trong nước. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần ý thức xây dựng thương hiệu cho riêng mình và rộng hơn cần chung tay xây dựng thương hiệu quốc gia xứng tầm quốc tế. Theo các chuyên gia, xây dựng thương hiệu quốc gia là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ gắn liền với hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, yếu tố chính làm nên thương hiệu quốc gia là phải từ nội lực của chính doanh nghiệp. Có mặt tại thị trường trên 10 năm nay, Eurowindow luôn nỗ lực nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ các dòng sản phẩm của riêng mình và đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Eurowindow đồng thời cũng hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đem đến cho người tiêu dùng trong nước những sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ chu đáo. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị này vẫn nỗ lực không ngừng để đưa đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng cao. Từ khi đạt được thương hiệu quốc gia thì chúng tôi tiến hành rất là nhiều cái hoạt động trong tất cả các cái ấn phẩm của mình, chúng tôi đều khẳng định cái điều đó. Trên tất cả các cái hoạt động truyền thông, chúng tôi đều khẳng định chúng tôi là thương hiệu quốc gia. Và chúng tôi làm gì thì chúng tôi cũng xác định cái chất lượng sản phẩm đã là từ trước nay phải đặt tiêu chí đầu tiên là chất lượng sản phẩm. Và chất lượng sản phẩm bây giờ đã là thương hiệu quốc gia thì chúng tôi càng phải cung cấp cho khách hàng chất lượng sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn cho thực sự xứng đáng là thương hiệu quốc gia. Eurowindow là một trong số ít doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Bản thân thương hiệu quốc gia không phải là một giải thưởng thương hiệu, mà là sự ghi nhận cho những giá trị mà sản phẩm của Eurowindow đem lại. Chúng ta không thể ngồi đây để chờ một ai đó giúp chúng ta cái gì, mà đã là thương hiệu quốc gia thì tự chúng ta phải làm cho khẳng định chúng ta thực sự là thương hiệu quốc gia. Và để làm được cái điều đó thì chính doanh nghiệp phải có những cái vận động, phải có những cái chương trình, phải có những chiến dịch để khẳng định cái thương hiệu đó xứng đáng, mình xứng đáng đạt thương hiệu đó, đạt cái khẳng định là thương hiệu quốc gia. Chứ không thể là nói là tôi là thương hiệu quốc gia thì thương hiệu quốc gia phải làm gì cho tôi, mà tôi hãy làm gì để khẳng định chính tôi xứng đáng là thương hiệu quốc gia. Với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, sau nhiều năm miệt mài xây dựng uy tín, VPBank đã gặt hái được nhiều thành công với các giải thưởng như Giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Giải thưởng Ngân hàng có chất lượng dịch vụ hài lòng nhất, Giải thưởng Tăng trưởng Abot, Giải thưởng Số lượng điểm giao dịch cao nhất. Năm 2012, được vinh danh là trong số 43 đơn vị được trao thương hiệu quốc gia, đơn vị này đã bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tín nhằm giúp các doanh nghiệp tạo nên chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu ra thế giới. Thương hiệu quốc gia nói cho cùng thì đó chính là sự yêu mến của người tiêu dùng Việt Nam đối với cái thương hiệu VPBank, và chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chúng tôi đang vận hành một cách quốc tế trên một cái sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa Việt Nam, và cái phương châm này chúng tôi tin rằng sẽ giúp chúng tôi đứng vững trong quá trình toàn cầu hóa cũng như trong cái giai đoạn kinh tế khó khăn này, và sẽ giúp cái thương hiệu của VPBank được tiếp tục phát triển như nó đã phát triển trong 21 năm vừa qua. Nhà nước không thể làm thay cho doanh nghiệp, nhưng sẽ đứng ra bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu của mình ra thế giới. Chúng tôi cũng đang triển khai rất nhiều các cái hoạt động trong thời gian tới, đặc biệt là nội dung phát triển cái thương hiệu dành cho ngành hàng. Trong đó thì chúng tôi sẽ hướng đến những cái doanh nghiệp mà đã tham gia chương trình thương hiệu quốc gia nằm trong những ngành hàng có tiềm năng hoặc là đang xuất khẩu tốt, để chúng ta xây dựng không chỉ doanh nghiệp, cái thương hiệu của sản phẩm doanh nghiệp mà cả thương hiệu của ngành hàng, và qua đó xây dựng thương hiệu của quốc gia. Cần thực sự hiểu rằng chỉ khi chắc chân ở thị trường nội địa thì các doanh nghiệp Việt Nam mới có thể định vị thương hiệu của mình tại thị trường nước ngoài. Trong mô hình thương hiệu bảo chứng, thương hiệu quốc gia Việt Nam Value và thương hiệu của các doanh nghiệp có tác động tương hỗ lẫn nhau. Khi các thương hiệu của các doanh nghiệp xây dựng được danh tiếng cho mình, thương hiệu quốc gia sẽ mạnh lên, và ngược lại, uy tín thương hiệu quốc gia sẽ bảo lãnh cho các thương hiệu doanh nghiệp khi ra nước ngoài.